Theo báo Nga, tên lửa chống tăng vác vai Javelin đã được các lực lượng quân đội Ukraine sử dụng trong các cuộc xung đột ở Donbas. Javelin được coi là tên lửa chống tăng mạnh nhất thế giới hiện nay, có khả năng ngắm bắn trực thăng bay ở tầm thấp và các công sự kiên cố. Với chiều dài 1,2 mét, Javelin có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một người lính duy nhất. Tuy nhiên, loại vũ khí do các nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin và dây thưa Hồng chế tạo có hỏa lực đủ để chọc thùng giáp xe tăng từ cách xa 2,5 km. Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin, là tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai hoạt động theo nguyên lý bắn và quên hiện đại nhất hiện nay, vượt trội về cơ chế điều khiển hơn so với nhiều loại tên lửa. Kể cả Hornet của Nga, có thể bắn từ vai người lính mà không cần giá phóng. Tên lửa FGM-148 Javelin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương, nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà, công sự. Nó nặng 11,8 kg, dài 1,2 m, đường kính thân 127 mm, với tầm bắn hiệu quả từ 75 đến 2.500 m, tầm bắn tối đa gần 5.000 m tùy phiên bản. Đầu đạn Javelin thuộc kiểu hai đầu nổ chuyên phá giáp phản ứng nổ, EJA được trang bị trên xe tăng hiện đại. Đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối EJA bên ngoài để lộ ra lớp giáp chính của xe tăng để đầu nổ thứ hai xuyên phá với sức xuyên 650mm thép đồng. Nhất, một điểm độc đáo là đầu đạn sử dụng chất nổ mạnh hít của Javelin tiêu diệt các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công từ trên cao, nơi lớp giáp mỏng nhất, được thiết kế để giảm trọng lượng xe. Tên lửa Javelin được lục quân, thủy quân lục chiến Mỹ và lực lượng đặc biệt Australia sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, trong các hoạt động chống phiến quân ở Afghanistan, cũng như các hoạt động tác chiến ở Syria.